Chào mừng các em trở lại với phần lý thuyết về câu điều kiện. Giờ trước, thầy đã trình bày với các em ba loại câu điều kiện. Loại 1 là điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Loại 2 là điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Và loại 3 là điều kiện không thể xảy ra ở quá khứ hoặc không có thật trong quá khứ. Ở trong bài hôm nay, thầy sẽ tiếp tục giới thiệu với các em một loại điều kiện nữa, đó là câu điều kiện hỗn hợp. Tuy nhiên, trước khi vào trình bày cái câu điều kiện này, chúng ta sẽ chữa cái bài giờ trước mà thầy đã giao cho em về nhà làm. Bài tập giờ trước, thầy đã yêu cầu các em về nhà làm bài tập là viết lại các câu thành câu điều kiện loại 1, 2 và 3 theo mẫu. Để làm được bài này thì chúng ta cần xác định được đâu là cái mệnh đề chỉ lý do và đâu là mệnh đề chỉ nguyên nhân. Như trong câu mẫu giờ trước thầy giáo đã hướng dẫn. Bây giờ chúng ta nhìn vào câu thứ nhất. Ở câu này thì chúng ta thấy nó khác với tình huống mà các em đã được gặp ở bên trên. Đó là trong câu có cái liên từ or, từ nối or. Và ngay đằng sau nó chúng ta thấy một câu ở thì tương lai. Đúng không? You won't stop talking or you won't understand the lesson. Hãy ngừng nói chuyện ngay. Nếu không, từ or đây chúng ta dịch là nếu không hoặc là kẻo, bạn sẽ không hiểu bài. Như vậy câu này thực tế thì nó cũng là câu điều kiện rồi. Và nó ở dạng loại 1. Bây giờ chúng ta chỉ viết bằng cách là thêm if vào cái mệnh đề trước từ or. Với cái dạng câu như thế này thì khi viết thành câu điều kiện thì cái mệnh đề đằng sau từ or gần như là chúng ta sẽ giữ nguyên. Chúng ta chỉ viết cái mệnh đề đằng trước này thành câu với if. If you don't stop talking, you won't understand the lesson. Bởi vì chỗ này có từ or là kẻo hoặc là nếu không. Nhưng vế trước chúng ta phải dùng câu điều kiện là dạng phủ định. Nếu bạn không ngừng nói chuyện thì bạn sẽ không hiểu bài. Đây là câu thứ nhất. Ở câu thứ hai, chúng ta thấy câu này về mẫu của nó là giống với câu ví dụ này, because đứng ở giữa. Như vậy cái mệnh đề đằng sau because nó là mệnh đề chỉ kết quả và mệnh đề nó là mệnh đề chỉ nguyên nhân. Và mệnh đề đằng trước because nó là mệnh đề chỉ kết quả. We got lost because we didn't have a map. Chúng tôi bị lạc vì chúng tôi không có bản đồ. Như vậy nguyên nhân đây là không có bản đồ và kết quả là bị lạc. Vậy bây giờ phải đưa ra một điều kiện làm sao? Nếu làm sao? Và nếu chúng tôi có bản đồ, chúng ta lấy cái mệnh đề sau because này, làm mệnh đề điều kiện. Ở đây chúng ta thấy là thì quá khứ. Nên câu điều kiện nó sẽ phải là điều kiện loại 3. Đó, điều kiện không có thật trong quá khứ mà. Ở đây là phủ định thì chúng ta sẽ viết lại ở dạng là khẳng định. Head thứ nhất này nó là trợ động từ trong thể hiện quá khứ hoàn thành. Và từ head thứ hai nó là quá khứ vân từ của từ have. Đấy, nên nhiều bạn hay nhầm lẫn ở chỗ này là bảo là tại sao lại có hai chữ head. Đây là lý do là như vậy. Chữ head thứ nhất nó là trợ động từ và chữ head thứ hai nó chính là phần thứ hai. If we had had a map, we wouldn't have got lost. Nếu chúng tôi đã có một cái bản đồ thì chúng tôi đã không bị lạc. Thực tế là không có và đã bị lạc. Mệnh đề chính. Quá khứ got lost khẳng định thì chúng ta sẽ viết lại thành dạng phủ định. Tiếp tục câu thứ 3. Cũng giống như câu số 2. Mệnh đề because đứng sau. Because đứng trước mệnh đề. She ate 4 cream cakes. Bởi vì là cô đã ăn 4 cái bánh kem. Nên cô mới cảm thấy là khó chịu. Susan felt sick because she ate 4 cream cakes. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái mệnh đề sau because là mệnh đề if. Đây là cô ấy đã ăn. Bây giờ chúng ta giả sử là nếu như cô ấy không ăn. Thì ở đây là thì quá khứ. Nên điều kiện phải là loại 3. If Susan hadn't eaten 4 cream cakes. Còn nếu cô ta không ăn 4 cái bánh này. Thì sao? Kết quả làm sao? Cô ấy cảm thấy, cô ấy thấy khó chịu. Thực tế là cô ấy thấy khó chịu bây giờ, nếu vì đằng trước chúng ta giả sử rồi, thì chỗ này cũng phải là ngược lại với cái sự thật.
She wouldn't have felt sick. Thêm would not cộng với have có phần 2. If Susan hadn't eaten four cream cakes, she wouldn't have felt sick. Ở câu thứ tư, I don't know the answer, so I can't tell you. Thực tế, chúng ta nhìn vào tình huống đây nó là ở thì hiện tại. Don't và can't. Như vậy, xác định câu này là câu được loại 2. Và đâu là mệnh đề chính? Thì mệnh đề chính nó sẽ nằm sau từ sau. I can't tell you, đây chính là mệnh đề chính kết quả. Vậy mệnh đề còn lại nó sẽ là mệnh đề chính điều kiện. Chúng ta lấy cái mệnh đề làm mệnh đề if. Tôi không biết câu trả lời. Đấy. Bây giờ phải giả sử là nếu tôi biết câu trả lời. If I knew the answer, quá khứ của know đó là knew, trên là khẳng định, phủ định, dưới là khẳng định. I could tell you, tại sao chúng ta lại could? Bởi vì câu đã cho, các em nhìn này, câu đã cho người ta sử dụng từ can't, đúng không? Monoverb, thì câu viết lại chúng ta cũng phải dùng từ could, quá khứ của từ can't. I could tell you, nếu tôi biết câu trả lời thì tôi đã nói với bạn. Đây là câu thứ tư. Tiếp tục câu thứ năm. He lost his job because he was late every day. Anh ta mất việc vì anh ta muộn hàng ngày. Hàng ngày anh ta muộn giờ. Ở đây nói về một cái sự việc ở trong quá khứ. Hàng ngày, các bạn, em đừng nhầm hàng ngày đây là hiện tại nhé. Mà đây là hàng ngày là cái sự việc nó xảy ra, cái thời gian ở trong quá khứ. Ví dụ hàng ngày của năm ngoái chẳng hạn. Đấy. Anh ta đã mất việc vì hàng ngày anh ta muộn. Cả hai vế đều ở quá khứ, đúng không? Lost và was. Như vậy câu này là câu điểm còn lại 3. Mệnh đề sau because thì nó là sẽ là mệnh đề if. Anh ta muộn. Vậy bây giờ là nếu anh ta không muộn. If he hadn't been late every day. Thì kết quả sao? He wouldn't have lost his job. Thì anh ta sẽ đã không mất việc. Thực tế là đã muộn giờ và đã mất việc. Câu thứ 6. Peter is fat because he eats so many chips. Peter thì đó, béo không? Vì anh ta ăn rất nhiều là khoai tây chiên, chips. Vậy danh từ, động từ trong hai vế chúng ta thấy is và it's nó ở hiện tại. Như vậy câu điều kiện này là phải là điều kiện loại 2. Mệnh đề he eats so many chips chúng ta sẽ lấy làm mệnh đề điều kiện. If Peter didn't eat so many chips, he wouldn't fat. Các em chú ý chỗ này, to be là to be đây. To be là were dùng cho tất cả các ngôn. Vì đây là phủ định khẳng định thì chỗ này sẽ là phủ định. Ở câu thứ 7 thì chúng ta thấy nó giống như câu số 1. Keep silent or you'll wake the baby up. Ở đây, cái mệnh đề này chúng ta giữ nguyên và cái mệnh đề trước viết thành câu hoàn chỉnh và dạng phủ định là xong. If you don't keep silent, you'll wake the baby up. Đây là câu thứ 7 và câu cuối cùng. Chúng ta có I don't know her number, so I don't ring her up. Cả hai vế chúng ta thấy động từ được chia thì hiện tại don't know và don't ring đều là phủ định. Vậy chúng ta sẽ viết lại thành câu điều kiện loại 2. Và mệnh đề chính ở đây nó sẽ là so I don't ring her up. Còn mệnh đề phụ, mệnh đề if sẽ là I don't know her number. Đây là lý do và đây là kết quả. If I knew, trên là don't know, dưới sẽ là knew. Đây là don't ring, sẽ là would ring. Nếu tôi biết số của ta, tôi sẽ gọi cho cô ta. Nhưng thực tế tôi không biết và tôi không gọi. Đây là toàn bộ nội dung của cái bài tập giờ trước. Hy vọng là các em sẽ đúng được đa số các câu trong bài này. Không biết là có em nào đúng được hết 8 câu không? Thực ra thì cũng không phải là quá khó. Nếu chúng ta nắm chắc được cái phần lý thuyết giờ trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài ngày hôm nay. Thực ra sẽ trình bày tiếp với các em một loại điều kiện nữa, đó là điều kiện hỗn hợp, mixed type. Đấy, người ta gọi là mixed type. Vậy chúng ta hiểu thế nào là câu điều kiện hỗn hợp? Nó là điều kiện. Điều kiện hỗn hợp là sự kết hợp giữa hai loại câu điều kiện khác nhau tạo thành. Đấy, nhớ, các em nhớ là nó kết hợp giữa hai loại câu điều kiện với nhau.
thì điều kiện đó gọi đó là cấu tạo là sao. Thì cái câu điều kiện hỗn hợp này nó lại có hai dạng. Chúng ta có dạng thứ nhất là câu điều kiện hỗn hợp dạng 32. 32 là cái gì? Đấy, nhiều em không hiểu được 32 là cái gì. Thì chúng ta cứ hiểu đơn giản đó là gì? 3 là câu điều kiện loại 3 và 2 là điều kiện loại 2. Có nghĩa là mình để if hoặc là 3 là chúng ta quy định mệnh trước là if và sau là mệnh lệnh chính. Vậy câu này nó dùng để làm gì? Diễn tả một cái giả thiết trái với quá khứ. Đây. Đây nhá. Ba loại 3 là liên quan đến quá khứ, đúng không? Và loại 2 và kết quả trái với hiện tại, giả thiết trái với quá khứ và kết quả trái với hiện tại. Nhà nói thì có thể có khó hiểu nhưng bây giờ các em nhìn vào cấu trúc và sau đó thầy giáo sẽ lấy ví dụ. Đây, ví dụ ở trong ở cấu trúc mệnh đề if, chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với past perfect, đó chính là have cộng phần 2, quá khứ hoàn thành. Còn mệnh đề chính, got, could, might cộng verb nguyên thể. Mệnh đề chính nó chính là mệnh đề chính của loại 2 và mệnh if nó là mệnh if của loại 3. Ví dụ, thầy giáo có một tình huống. Đây là tình huống nhé, chứ chưa phải là câu điều kiện. I didn't bring an umbrella, so I am wet now. Có nghĩa là lúc sáng, ví dụ lúc sáng tôi đi làm tôi không mang ô, nhưng bây giờ tôi dẫn đến là tôi bị ướt. Cái nguyên nhân ở trong quá khứ, didn't bring, và cái kết quả nó hiện tại. Đấy. Câu này chúng ta viết thế nào? Đây là mệnh đề chính nguyên nhân. Tôi đã không mang ô. Vậy bây giờ là giả sử là tôi đã mang ô, vì đây là quá khứ. Nên mệnh đề thứ nhất mình if sẽ phải là điều kiện loại 3. If I had brought an umbrella. Nếu tôi đã mang ô nhưng thực tế là tôi không mang, đúng không? Và còn kết quả sao? Bây giờ tôi bị ướt. Thì nếu tôi mang thì bây giờ tôi sẽ không bị ướt. I wouldn't be wet now. Các em nhớ, các em chú ý nhé. Hãy thường là sẽ có những cái trạng từ liên quan đến hiện tại thì chúng ta dùng điều kiện loại 2. Còn nếu mà vế nào có cái trạng từ liên quan đến quá khứ thì chúng ta sẽ dùng loại 3. Hoặc một ví dụ nữa. He didn't do his homework last night, so he gets bad marks today. Đó. Tối qua anh không, anh ta không làm bài tập. Đấy là cái nguyên nhân quá khứ. Và cái kết quả là anh ta bị điểm kém ngày hôm nay. Nó, nguyên nhân trong quá khứ nó dẫn đến cái kết quả của ngày hôm nay, kết quả hiện tại. Thế bây giờ giả sử làm sao? Nếu anh ta đã làm bài, thực tế là anh ta không làm, đó, didn't do. Bây giờ giả sử lại if he had done thì vế mệnh đề chính sẽ là gì? Đây là he gets thì chỗ này sẽ là he wouldn't get bad marks today. Ở cái mệnh đề chính này các em cũng hoàn toàn có thể sử dụng những cái tính từ, những cái tính từ ngược nghĩa với tính từ đã chọn. Ví dụ ở câu này thầy giáo có thể thay thế từ bad bằng từ good, nhưng khi thay thế từ bad bằng good thì chỗ này chúng ta lại không được để ở dạng phủ định mà phải để ở dạng khẳng định. I good get good marks today. Thế đó nhầm nhá, chỗ này chúng ta phải là he. Đấy, chỗ này là he chứ không phải là ai đâu. Đấy là cái ví dụ về câu điều kiện loại hỗn hợp 3 2. Mệnh đề if là loại 3 và mệnh đề chính là loại 2. Em nhớ đấy, if trước rồi chính sau. Bây giờ tiếp tục đến câu điều kiện loại hỗn hợp dạng 2, đó là câu điều kiện hỗn hợp dạng 2, 3. Có nghĩa là mệnh đề if là loại 2 và mệnh đề chính là loại 3. Vậy câu nào dùng để làm gì? Đấy. Diễn tả một cái giả thiết trái với hiện tại, giả thiết trái với hiện tại hoặc là trái với thực tế. Và kết quả để trái với quá khứ, kết quả ngược nghĩa với quá khứ. Về cấu trúc, đấy. Thì trong mệnh đề if chúng ta sử dụng điều kiện loại 2 đó là verb quá khứ. Còn mệnh đề chính sẽ là good, could, might cộng với have cộng phần 2. Thầy giáo có ví dụ. Ví dụ thứ nhất, I am not good at cooking. Tôi không giỏi về nấu ăn. Đây là một thực tế. Hôm qua tôi không giỏi, và nay tôi không giỏi. Thực tế là như vậy. So I didn't cook myself for dinner last night. Vì vậy hôm qua, cái kết quả nó là ở hôm qua cơ, chứ phải hôm nay. Vì hôm qua tôi không thể tự nấu ăn bữa tối được. Nguyên nhân là nó liên quan hiện tại. Vậy bây giờ câu này thầy giáo viết thế nào? If I were good at cooking,
Nếu tôi giỏi về nấu ăn thì tôi sẽ đã tự nấu ăn cho mình một tô ăn. If I were good at cooking, I'd have cooked by myself for dinner last night. Đấy. Còn một ví dụ nữa. Mr. John didn't buy that car, that house last month because he is not rich. Đấy, cái kết quả ở trong quá khứ là tháng trước ông này ông không mua cái ngôi nhà, nhà đó vì nguyên nhân là ông ta không giàu, thực tế là ông ta không giàu. Mấy câu này chúng ta sẽ viết thế nào? Cái mệnh đề if. If Mr. John was rich, đấy, if là chính là mệnh đề chữ because. Anh ta không giàu, và bây giờ viết thành nếu ông ta giàu. Nghĩa là không mua, thì sẽ là sẽ đã mua. He would have bought that house last là câu điều kiện loại hỗn hợp dạng 2. Mệnh đề if là loại 2 và mệnh đề chính là loại 3. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng để đi làm một số bài tập có liên quan đến phần này. Và bài tập thứ nhất là chúng ta sẽ viết lại các tình huống sau thành câu điều kiện hỗn hợp mixed type. Nhớ chúng ta đang có hai dạng hỗn hợp 3-2 và 2-3. 3-2 là nguyên nhân quá khứ và kết quả hiện tại, còn 2-3 là nguyên nhân ở hiện tại, nguyên nhân là thực tế và kết quả quá khứ. Bây giờ các em sẽ đọc 5 câu này và chúng ta sẽ làm. Thời gian để cho các em làm xong cái 5 câu này đó là 5 phút. Các em cố gắng đọc và làm nhanh. Chúng ta cần phân tích kỹ. Đâu là mệnh đề chính này, xong động từ trong mệnh đề chính đấy nó là thì gì? Để từ đó sử dụng điều kiện cho nó phù hợp. Mệnh đề chính, mệnh đề thường các câu đây đều có so và because. Đó. So đứng trước mệnh đề chính, còn because đứng trước mệnh đề if, mệnh đề phụ.
Nào, bây giờ các em cùng thầy giáo chữa bài. Ở câu thứ nhất là chúng ta xác định từ because đứng trước mệnh thứ hai. Như vậy cái mệnh đề này nó là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề nó là quá khứ. Còn mệnh đề chính ở đây nó là hiện tại. Như vậy câu là sẽ là câu điều kiện hỗn hợp dạng 3, 2. Nên mệnh đề if chúng ta sẽ là loại 3 và mệnh đề chính sẽ là loại 2. If she hadn't got married to a Chinese, she won't live in China. Thực tế là cô ta đang sống ở Trung Quốc bởi vì cô ta cưới một người Trung Quốc. Cô ta đã cưới rồi và bây giờ cô ta đang sống. Nếu cô ta đã không cưới một người Trung Quốc, đúng không? Đây sự việc đã xảy ra trong quá khứ rồi. Thì bây giờ cô ta không sống ở Trung Quốc. Đấy. Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai, I am not tired now because I went home late yesterday. Because I went home late yesterday. Thì mệnh đề because đứng ở sau từ went quá khứ nên mệnh đề if này là điều loại 3, dạng 3 2. Đúng không? Và mệnh đề chính là loại 2. Chúng ta có if I hadn't gone home late yesterday, I won't tired now. Nếu hôm qua tôi không về nhà muộn thì bây giờ tôi không mệt. Đấy, đây là loại 2. Loại 3 2. Bây giờ sang câu thứ 3. I am not sensible, so I spoke to the parents like that. À, bây giờ lại có từ so. Và như vậy mệnh đề đứng sau từ so nó là mệnh đề chính. Mệnh đề chính ở đây là quá khứ spoke. Còn mệnh nguyên nhân đây nó là hiện tại. Như vậy câu điều kiện này nó là câu điều hỗn hợp dạng 2, 3. Có nghĩa là mệnh đề if dạng 2, à, loại 2 và mệnh đề chính loại 3. Tôi không khéo léo. Đấy. Vì vậy tôi đã nói chuyện với bố mẹ của bạn như vậy. Thế bây giờ biết làm sao? If I were sensible, I couldn't have spoken to the parents like that. Câu thứ tư. We can't reach Tony's house now because we didn't ask for direction before. Because mệnh đề sau nó thì quá khứ, nguyên nhân là quá khứ và kết quả hiện tại. Vậy nó là loại mấy nhỉ? Đúng rồi, nó là loại hỗn hợp 3 2. If we had asked for direction before, nếu như trước đó chúng tôi đã hỏi được thì chúng tôi có thể đến. Chỗ này chúng ta nhớ là không dùng would mà dùng could. Vì câu tình huống là cho người ta sử dụng từ can't, đúng không? Reach Tony's house now. Và câu số 5, câu cuối cùng. She married him because she loves him. Cô ta đã cưới anh ta vì cô ta yêu anh ta. Đây là sự thật. Because, mệnh đề sau. Because nó thì hiện tại. Đấy, như vậy đây là mệnh đề if. Và mệnh đề if này sẽ là loại 2. Bởi vì hiện tại thì nó sẽ là liên quan loại 2. Nên câu này sẽ là điều kiện loại ở hỗn hợp dạng 2, 3. Chúng ta có If she didn't love him, she wouldn't have married him. Đấy, như vậy là thầy giáo đã chữa cho em 5 câu viết tình huống thành câu điều kiện dạng hỗn hợp. Không biết là các em đã có làm đúng hết không? Có kịp thời gian để làm không? Và nếu mà làm thì có đúng hết hay không? Chúng ta chú ý những cái câu nào sai thì các em rút kinh nghiệm là chúng ta sẽ làm đi làm lại, thực hành đi thực hành lại nhiều lần để cho nó ghi nhớ. Bây giờ một dạng bài nữa, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng, làm dạng bài tập chọn đáp án đúng. Các em cũng lấy giấy bút và chúng ta ghi nhanh đáp án để tí để đó chữa và đối chiếu xem mình đúng được bao nhiêu câu trên 5 câu này. Với cái bài này thì có những câu mà chúng ta sẽ phải điền động từ vào cả hai vế. À, ví dụ đây có câu 1, câu 3, à, câu 2, câu 1, câu 2, câu 4 và câu 5. Như vậy chỉ có mỗi câu 3 thôi thì chỉ có một vế. Thì câu 3 dễ, chúng ta dựa vế thứ hai để làm vế thứ nhất.
Vậy những câu còn lại thì sao? Chúng ta sẽ làm bằng cách loại trừ thôi. Ví dụ câu số 1. If she is the first prize of the contest, she reached now. Có từ now đây rồi. Như vậy chỗ này mệnh đề kết quả là liên quan hiện tại. Đây là mệnh đề chính. Mệnh đề chính sẽ phải có would hoặc win. Đúng không? Và như vậy là chúng ta hiểu là nếu cô ấy giành được cái giải nhất của cuộc thi thì cô ấy giàu có, bây giờ cô ấy giàu có. Đấy, nhưng chúng ta phải đặt ra tình huống là sự việc đã xảy ra chưa. Nếu đã giành giải nhất thì bây giờ đã giàu có, thực tế là sự việc này đã xảy ra rồi. Nhưng các em sẽ không sử dụng điều kiện loại 1 ở đây, wins và win be. Chúng ta loại phần A. Nếu phương án B thì sao? If she won và would be. Đây là cặp từ này có vẻ hợp lý với câu điều kiện loại 2. Sau đó tiếp cặp này sẽ có loại 2. Cặp này thì là hợp với điều kiện loại phương án C đây. Nó là loại hỗn hợp dạng 3, 2, đúng không? Quá khứ và hiện tại. Đấy, loại 3 và loại 2. Còn cặp cuối cùng, thì là have won và would be. Thì với she thì nó không đi với have, nên vậy chúng ta loại phương án D. Vậy còn hai phương án là B và C. Đấy, thì bây giờ các em sẽ xác định xem chọn phương án nào đúng. Đây là điều kiện ở, không có thật hiện tại hay điều kiện hỗn hợp. Đấy, chúng điều kiện loại 2 hay điều kiện loại hỗn hợp. Nếu cô ấy giành được giải nhất thì bây giờ cô ấy đã giàu. Đấy, cái danh giải nhất này, cái cuộc thi này nó đã diễn ra chưa? Đấy. Thì bây giờ cô ấy giàu. Có cái từ bây giờ, từ nào này. Đấy, có nghĩa là câu là sự việc đã xảy ra rồi. Đúng không? Nó dẫn đến cái kết quả hiện tại. Nhưng câu này nó sẽ là câu điều kiện loại hỗn hợp dạng 2. À dạng 3, 2. Thì đáp án chúng ta sẽ là phương án C. Đấy, các em phải phân tích như vậy. Bài của chúng ta dần dần nó sẽ khó hơn. Và câu thứ hai, if I you, chỗ này thừa cái từ we nhé, em bỏ we đi. Nếu tôi bạn, tất cả động từ to be, nếu tôi là bạn, vậy câu này nó phải là loại hai hoặc là hỗn hợp dạng 2-3. Như vậy phương án chúng ta nhìn vào vế đầu chúng ta chưa thể loại được phương án nào. Vế thứ hai, các em nhìn này, vế thứ hai nó có từ last year, là trong mệnh đề chính nó có từ last year, như vậy nó liên quan quá khứ. Do đó mệnh đề chính liên quan quá khứ nên nó phải là loại 3. Đấy. Như vậy mệnh đề if loại 2 và mệnh đề chính loại 3, câu này là câu điều kiện loại hỗn hợp dạng 2-3 thì đã là phương án nào đây? 2 thì sẽ là A hoặc C. Đúng không? Were, if I were you. 3 thì nó sẽ là phương án B, would have. Đấy, các em phân tích như vậy. Đến câu thứ 3. Câu thứ 3 thì các em cũng phân tích. Câu thứ 3 thì nó dễ hơn. Là vì động từ chỉ cần điền vào một vế. Vế sau là mệnh đề chính có từ now rồi. Như vậy đây là câu điều kiện loại. Loại mấy? Vế sau mệnh đề chính là loại 2, đúng không? Vậy mình if là gì? Có thể là loại 2 hoặc có thể là loại 3. Tùy theo cái gì? Bây giờ chúng ta nhìn vào trong câu có dấu hiệu đó là từ last night liên quan đến quá khứ. Đây là quá khứ và đây hiện tại. Đấy, quá khứ hiện tại thì sẽ là 3, 2. Nên đáp án sẽ là phải là phương án A. Had gone. Đến câu thứ tư. If she kind, she with me my homework yesterday. Nếu cô ấy tốt bụng để nói bản chất của ta, nó là sự thật thực tế nên nó là điều kiện loại
là máy loại 2. Còn mệnh đề chính đây chúng ta lại thấy có liên quan đến quá khứ là từ yesterday, nên nó là loại 3. Câu này cũng là câu đối câu hỗn hợp dạng 2, 3. Vậy dạng 2 là gì? Loại phương án B. B đây là loại 3 rồi. Were, wouldn't have helped, won't, wouldn't have. À, đây là loại 3 thì chúng ta loại phương án này đây. Wouldn't have, đây không phải loại 3. Đó, như vậy A và à, B và C bị loại. Còn A và D. A và D thì nó khác nhau mỗi cái khẳng định và phủ định. Đấy, về trường hợp này các em lại phải nắm được nghĩa, cần xác định được nghĩa. Về thời gian giao dịch, nếu cô ấy tốt bụng thì cô ấy sẽ đã không giúp tôi bài tập ở nhà hôm qua. Hay nếu cô ấy tốt bụng thì cô sẽ đã không giúp. Đây là phương án A là sai, nó sai về nghĩa. Nếu tốt bụng thì phải giúp chứ đúng không? Đấy. Nên vậy phương án A sai. Vậy phương án D, nếu cô ấy không tốt bụng thì cô đấy sẽ đã không giúp. Đấy. Nếu cô ấy không tốt bụng, nhưng thực tế là sao? Thực tế là cô ta tốt bụng và cô ta đã giúp tôi. Nên đáp án đúng câu này là phương án D. Ở câu thứ 5, if we the mother, we in trouble right now. Right now. Rồi, có liên quan đến từ, có liên quan đến hiện tại là từ now. Như vậy mệnh đề chính ở đây sẽ phải là phiên loại 2. Đúng không? Loại 2 thì chúng ta sẽ loại phương án nào? Loại phương án B. Và đây người ta là would have been. Chỗ này là loại 3 rồi. Đây, loại 2. Vậy đáp án sẽ là gì? Loại phương án B này. Xác định vị trí số 1, vị trí số trống thứ nhất. Had listened đúng. Listened cũng đúng về ngữ pháp. Listen phương án D sai ngữ pháp. Đó. Trong khẩu điện không dùng thể hiện tại. Động từ hiện tại đây. Không có một vế là hiện tại và một vế là quá khứ. Đấy, nên chúng ta loại tiếp phương án D. Vậy còn A và C tiếp tục sẽ dựa vào nghĩa. Không. Nếu chúng tôi nghe mẹ thì chúng ta đó, nghe mẹ chúng ta sẽ gặp rắc rối ngay bây giờ hay là sẽ không gặp rắc rối. Đấy. Nghe thì sẽ không gặp hay nghe là sẽ gặp. Tôi chỉ cần dịch được nghĩa thế là tôi đã làm được, chọn được phương án này là nếu tôi đã nghe thì tôi sẽ đã không gặp. Phương án A. Như vậy thầy giáo đã giải quyết hết cho các em 5 câu của cái bài dạng bài tập trắc nghiệm. Chọn phương án đúng. Bây giờ vẫn làm một cái dạng bài này. Tuy nhiên cái bài này thầy giáo sẽ dành để cho các em tự làm. Các em sẽ đọc kỹ rồi làm bài và comment phần đáp án ở bên dưới cho thầy giáo nhé. Đến thứ tối thứ ba tuần tới thầy giáo sẽ đưa đáp án cho các em ở dưới phần comment của mình. Và bài tiếp theo thầy giáo sẽ trình bày với các em vẫn là liên quan đến câu điều kiện, nhưng nó ở mức độ khó hơn, đó là dạng đảo ngữ trong câu điều kiện. Các em nhớ là đảo ngữ trong câu điều kiện. Và các em chú ý theo dõi vào bài tiếp theo. Bài tiếp theo thì sẽ được trình bày với các em vào tuần tới. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em học tập tốt và đạt được những thành công trong công việc học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.